15 16 tháng rồi. Tối ngày chỉ để biểu diễn thôi. Nó không có là bón nha. Ê, biểu diễn siếc ếch. Ếch ếch nhảy qua vòng. Cái này bác huấn luyện bao nhiêu lâu thì được cái này? Từ 1 tháng trở lên. À, 1 tháng. Ngày đầu tiên ở chạy giống về là bắt đầu rồi. Ôi à, ếch vồ hoa mướp. Màu sắc và chuyển động. Vâng, những câu nói đó mà tôi đem đi thực hiện đó. Có người thì nói vồ hoa mướp, có người nói vồ vồ dâm bụt. Nhưng mà tôi đem ra tôi thực hiện, tôi biết là nó sẽ phản ứng rất tốt với màu sắc và chuyển động. Chính vì vậy mà mình dựa vào đặc tính đó mà huấn luyện biểu diễn để phục vụ cho du lịch. Đó là một cái nét sáng tạo, một cái sáng tạo rất hay của người nông dân để sáng tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng. Đấy, ếch nhảy qua vòng tròn biểu diễn siếc. Có nhảy được lên cái vòng cao nhất không? Không cần đâu, tại vì nó bây giờ nó 15-16 tháng, bản thân nó đang có trứng rồi. À, đang có trứng rồi. Chỉ biểu diễn cho nó theo một cách là đơn giản thôi. Chứ trên này thì lúc mà nó 2-3 tháng á, nó bay cao lắm. Nhưng bây giờ thì nó đang có bầu. Nó vừa phải thôi. Ôi giời ơi. Ôi giời, con này. Rồi bây giờ mình sẽ một cái màu khác bên đó nữa nha. Đấy, to thật đấy. Một cái màu khiêu vũ của những chú ếch. À, khiêu vũ. Khiêu vũ với hoa của những chú ếch. Ôi giời ơi. Ôi giời. Khi nhìn hoa đứng yên thì mấy chú cũng đứng yên. Khi nhìn hoa di chuyển là bắt đầu một buổi đi. Ôi giời. Tưng bừng liền. Ếch khiêu vũ. Ôi giời. Đấy. Từ một cái câu nói trong dân gian là ếch vồ hoa mướp mà người nông dân miền Tây đồng bằng sông Cửu Long đã sáng tạo ra rất nhiều những cái sản phẩm du lịch đặc trưng để tạo ra những tiết mục xiếc và khiêu vũ của ếch. Mấy chú này ngồi á, thấy chưa? Ôi dồi. Nó ngồi im ru nhưng mà khi di chuyển là nó tưng mình ra rồi. Rồi, cảm ơn đàn mình nha. Vâng, cảm ơn bác. Này là trẻ con thích lắm đây.